quá trời ơi, trời ơi, vô con tôm càng bành kỳ mọi người ơi, quá sức á. Ôi ôi, tôm càng hết hộp, trời ơi, quá trời ơi, hai cặp càng nó bự nè, mình mới vừa dở dở lên. Ôi ôi, xanh lè mọi người ơi. Có một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay Linh trở lại, mình đi thăm lợp tôm mọi người. Thì ba bữa nay Linh bỏ, Linh không có đi thăm. Thì do mỗi cái con nước nó xây á, nó xây nó chuyển đổi nước á, là Linh bỏ một ngày hoặc hai ngày. Có bữa nay thì mình ngày thứ ba mình mới đi thăm mọi người. Linh bỏ hôm gài ở đây nè, cũng ba ngày ngâm ba bữa rồi, không biết còn mồi màng gì không nữa đây. Tại vì do cái con nước á, nó không có rút cạn á mọi người, nên mình thăm không có được, nước nó cũng còn cao nè. Bữa nay thì ngày thứ ba rồi, nước nó cũng rút rồi mọi người, nhưng mà nó vừa rút thôi là nó lớn lại rồi, mình tranh thủ mình thăm thôi. Bỏ ba ngày nay mình đi thăm lại chắc mồi màng đồ hết rồi. Bữa nay Linh có đem theo ốc nè, ốc với dừa mình thủ mình đem theo. Còn này dừa với còn này ốc nè mọi người. Bỏ ba bữa rồi là mồi màng gì nó ăn sạch sẽ hết luôn á. Đây ốc của mình đây, nó bò lên cái nắp nè. Linh tranh thủ mới vừa qua chút xíu đi, tại vì trời này cũng trời đang chuyển mưa mọi người, trời vẫn mưa đang thui hết trơn à. Giờ này khoảng 6 giờ chiều à, mà trời tối lắm. Linh sợ mình qua ngay cái đám giông á, qua vất vả lắm, nên mình qua sớm chút xíu mình ngồi chờ nước. Cái này mình chờ khoảng chừng nửa tiếng nữa mình thăm dừa rồi. Mỗi lần xây con nước á, thì mình phải bỏ, nó lỡ cỡ nước á. Rồi thì giờ mình ngồi chút xíu rồi mình đi thăm thôi mọi người. Thì coi ba con nước của bữa nay mình bỏ ba con nước mình thăm coi nó có tôm nó có chạy không, hay là ba cái sỉnh nó đóng đang thui hết trơn rồi, Linh cũng chưa biết nữa. Thì Linh mời mọi người theo chân Linh đi thăm coi bữa nay thành quả như thế nào nha mọi người. Rồi thì giờ mình xuống thăm thôi mọi người, mình thăm từ từ được rồi. Linh chờ nãy giờ cũng nửa tiếng rồi, nước giờ nó cũng giật giật xuống hết cái cây đó mọi người, cũng còn hơi cao nhưng mà mình thăm từ từ. Ba bữa rồi không có thăm. Bỏ tới nó đóng sình luôn, hên quá. Còn mình giờ nó còn đụng cái cây móc. Mồi màng gì sạch hết trơn luôn rồi. Wow, cái này dính được một con tôm tàng hang nè mọi người, đầu tiên. Có lý nha, được một con thương binh. Tàng hang thương binh, ngon lành. Nằm sát sát nó, để gần nó kẹp đó. Phải được thêm càng nó đẹp rồi, còn có một càng một à. Mấy cái nào nó có dính tôm á mọi người thì nó không có đóng xịn nhiêu, mấy cái nào mà nó không có dính á, không đóng dữ lắm luôn á. Ốc á gì ăn sạch trơn hết trơn luôn, bây giờ còn có một miếng dừa một con lét nè. Để Linh vô mồi mới lại. Quá trời, nó hết ngóc.
dính vô cái nắp. Bữa trời mưa lên bắt được nhiêu ốc nè. Mới à. Bữa nay nước thì khoảng tầm 10 giờ là lớn rồi mọi người. Nó không có sát đâu. Nó cũng vừa giật cho mình đủ đi thăm thôi. Mấy cái này bữa nó lên thay lại hôm mới hết nè. Dính con mọi người, dở lên thấy đen thui tưởng đâu không có con nào chứ. Một con dính là mừng nè, sợ nó hết mồi rồi. Cái này nó còn mồi, còn dừa ốc ăn hết. Có dừa còn mình ngâm ngâm còn đỡ gặp ốc á mọi người. Đêm một tới sáng hết trơn. Gặp ngâm 3 ngày này là không có con nào luôn á. Quá trời, giờ này bụt mắt nó cắn. Mới vừa sụp tối chặn vàng, buồn mắt dữ lắm luôn. Chút nó bay chút nhóc. Hôm qua thì Linh không có đi thăm đồng nghiệp mình, nó qua mình nó thăm mình mọi người. Nước còn cao vậy nè, nó mò đang nó thay mồi á. Hôm qua nước nó cao hơn nước này nữa. Thì nó giật xuống chút nữa, ngày nó giật xuống chút vậy mọi người. Bữa nay nó mới có vừa giật ra, bữa nay mình chịu khó mò nè. Cái này dính được con đó mọi người, quá trời luôn, đen thui hết trơn. Tôm mùa này thì nó cũng lớn lớn vậy mọi người, có bự. Có mùa nước mặn á, nước mặn thì tôm lồng máng về á, con nôm nó bự bự không à. Mùa này kiếm tôm bự cũng khó. Trời ơi, con ốc ngon hết sức ngon, ốc bu vàng. Mấy cái lợp của mình nó ghiểu hết trơn. Linh đang hổm gài, Linh với ba đang làm ở nhà chút ngang cũng gần rồi hết à. Rồi cái Linh mình vô mình đương nó là đem xuống đặt luôn, thay mấy cái này cho nó về hưu hết, nó tới tuổi rồi nó mềm xèo hết. Đặt cũng lâu rồi, cái này cũng 7-8 tháng rồi. Cái này nè, chịu cũng nổi, nó gãy luôn. Bữa nay thấy bớt lục bình cũng đỡ, mấy bữa trước lục bình quá trời.
nè mọi người, có tôm, nhiều khi có tôm cá ngát nó cũng vô nó khoáng. Cái này dính được con luôn nè. Bữa nay Linh có đem theo hôm á, mình sợ mình dự phòng á, mình sợ mấy cá ngát á nó phá á. Bỏ thường là bỏ lâu lâu là cá ngát nó phá à. Nhờ lúc này nước ngọt cũng đỡ chứ gặp ngay chúng ngay mấy mùa nước mặn á. Bỏ lâu kiểu này là phá banh hết trơn. Qua trời. Cái sáng này nó đóng lên thùi lùi. Quá trời gầm mà. Ốc thì mình bắt nhiều lắm, nhưng mà tôm thì nó ít. Dính con mọi người, ngay chỗ này, ngay cái đường nước nó chảy ra, rễ lục bình trống một con. Ngay cái đường nước chảy ra cũng ngon lắm, mấy cái mùa mà tôm nó nhiều mọi người. Lên tập chỗ này nè, dính cái 2-3 con bự bự không á. Ở trên mấy cái ống bọng ở trên mương ta xả xuống á, nước nó chảy vô 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 đã. Hên cái này nó không có hư hôm. Mình sợ mấy chỗ này cá ngát nó phá nè. Quá đã, quá đã. Hai cặp càng xanh cảo nè. Vô. Sống nó đánh à. Sống nó đánh nó giặt cái lọ của mình nằm xéo qua bên nè. Đâu cái này sống mà. Sạch sẽ hết trơn luôn. Vừa ốc gì bỏ ba bữa ăn không còn miếng nào hết
ổng quần quần chắc mưa quá quá chứ chó trắng tươi luôn. Đừng có mưa không trời ơi, đừng có thăm xong rồi hả mưa không trời ơi, bây giờ không mưa cái là chết luôn. Sức rồi. Vô rồi mọi người, vô con tôm cái bự nè. Gãy cắn cạn cứng nè mọi người, tôm cái nè, tôm cái này hơi chậm, ngon lành rồi đó. Mồi hồi sớm lên lọt thêm ba trái dừa nữa mọi người, ba trái mình đem theo mà biết bữa nay thế nào cũng hết mồi. Đây nó nằm méo ngoài này quá, hận quá còn giờ đụng cái cây là còn mừng rồi. Lên sợ nó nằm méo ngoài này á, cái chiếc te nó đẩy á mọi người, đẩy nó ủi đi á. Dính một con mọi người, con này con nhỏ. Cái này dính hai con mọi người. Hai con đều quá. Một con. Hai con. Nó ăn còn nhiêu nè, mừng gã xác luôn. Xíu nữa ngay chốc luôn rồi. Hên quá, cái lỗ này còn sống. Nó mà vô đây cái là gói luôn rồi.
Wow, những con bự ngon quá mọi người. Đầu gạch khói không à. Và nó búng bể lưng hết trơn à. Tôm á, nó không có đóng sình đến nổi, có mấy cái mà nó không dính á, đóng lên thụ lùi luôn. Cái này mà mình dở lên cái nào mà thấy nó sáng sáng là có cái đó có tôm á. Đồng nghiệp mình nó thăm tới rồi kìa mọi người. Thấy đèn sáng sáng này kìa. Đó, trên đó đó. Cái chỗ này nó có cái eo ngon quá trời. Đặt chỗ này vừa bụng. Vừa hết cái lợp mình để xuống luôn. Nó chỗ này nó vừa cứng mà nó vừa chịu sắn được. Chỗ này lên cạm 3 móc rồi. Cho nó kìm mà cứng. Nước bữa nay nó cao lội đã luôn. Lội tới ngực không. Chứ vậy cái nó rút chút xíu rồi mọi người. Mình thăm tới cuối là nó rút chút xíu là bắt đầu cái nước lớn chảy vô rồi đó. Chỗ này cũng ngon lắm nè. Không có vấn đề gì, chỗ này dính tôm ngon lắm. Đó, ba con nè mọi người, thấy không? Thấy gốc nó ngon lắm nên thăm hoài lên biết chỗ đó đó. Wow, dở ba con ngon quá. Một con, hai con, ba con là ngon lành này. Quá trời luôn mấy con cầu hông. Để cái phanh nhân mũ trước mặt cho nó còn bu. Cái này dính hai con mọi người. Tay nữa này. Hai con nhỏ con bự. Sạch mồi hết luôn. Mấy con này nhiều khi nó dính trước á, mấy bữa trước á mọi người. Rồi nó nằm đây tới giờ á, chứ hết mồi nè, mấy con khác nó đâu có vô.
đất chỗ này. Cục đất, mấy cái đặt mấy cái cục đất chỗ này cũng nguy hiểm lắm người. Nó hay nó muốn lở gì nào nó lở, mình không biết. Giờ mấy cái lợp cũ rồi, mình đặt đại đi. Cái này mà nó lở nó đè xuống cái là mất một cái rồi đó. Quá trời ơi. Cặp càng nó bự nè. Mình mới vừa dở dở lên. Ôi xanh lè mọi người ơi. Mình mới vừa dở dở lên một cái đưa hai cái càng bành kia luôn, tôm càng. Ôi nguyên con tôm càng xanh nè. Khủng khiếp hai cái cặp càng. Con này từ từ mọi người, nó kẹp một cái là thốn luôn á. Đó. Đó. Trời, con chiếc kẹo tè nó chạy. Quay lại sống á. Đây nè mọi người. Quá trời cái cặp càng đó nè. Tôm càng xanh nè mọi người. Vô. Con nó có 200 gram. Dướng cái cây của mình nó bị dướng dở lên. Dở lên cái đường hai cái càng quá trời luôn. Hết chân mồi luôn nè mọi người, ăn sạch sẽ luôn. Nãy dở lên thấy chót đen đen là nó cái cây nó bị chổi. Lấy gai. Ừ. Ông gai ở nhà nghỉ khỏe quá trời hôm bữa nay xuống dở lại mệt. Hôm qua đi thăm nước cả nàng nữa. Cảm ơn nữa. Lỗi không á hả? Cái này có dính ha. Dính hai con mà chết một con à. Bị con gì cắn nữa cùi chứ. Uổng quá. Gặm từ chiều giờ vậy mà mưa không nổi trời. Ở chỗ nào? Bộ lá ngã chỗ nào ta? Trên dàm xuống có bộ lá ngã hả? Nghe đây dàm xuống có bộ lá ngã hả? Sót quá. Qua được cái máy hả? Vậy là hôm qua nước cao hơn này ba. Lỗi thay mọi. Sớm nhà thăm có lấy không? Được.
có là được rồi, sợ không có luôn á. Đồng nghiệp anh đang thăm ở phía trước mọi người, nó qua mặt luôn rồi. Nãy nó ăn sao đang im ru, chiếc ghe nó chạy ngang sắp hết rồi sống. Cái này dính con rồi, con nhỏ xíu. Trời, chút xíu nữa ra ngoài à. Cái hồng xẻo mọi người, bữa nay nước còn cao bơi xuống nó tới luôn nè. Mỗi ngày lội từ ở ngoài lội vô, bữa nay mình đi được đường tắt vô đây cho nó gần chút. Wow, những chà ngon quá trời, mấy nhân những chà này tôm nó vừa lắm. Chỗ này những con cua biển nè mọi người, chín hai con cái này đó. Quá trời ơi, trời ơi, vô con tôm càng bành kỳ mọi người ơi, quá sức á. Ôi ôi, tôm càng hết hồn, con tôm càng luôn rồi. Đúng là con tôm càng nè mọi người. Đó. Để mình cặp cho mọi người xem nè. Đó. Gớt dưới được, gớt dưới. Đây nè mọi người, tôm càng nè. Quá gì đã. Càng bình kỳ. Mình lên đời mọi người xem cái càng nè. Cái càng cỡ 25 cm đó mọi người, gan tay lên là 20 rồi, còn dương khúc luôn á. Vô có lý nha. Quá đã lâu lắm rồi mới có cảm giác dỡ được con tôm càng. Trời ơi, sạch trơn, mọi trơn luôn. Dở lên nó nằm đóng vậy á, đã gì đâu luôn. Dở vậy bởi vì nó không thăm thăm, nó có mệt đó mọi người. Bữa nào mà dở ít tôm mệt lắm. Dở thấy ham vậy mình thăm hoài luôn, không có mệt. Chỗ cái góc nghề nè, cái góc này dính hai con cua, bữa đó dính con cua ngon quá trời thành kỳ luôn. Bữa nay làm em tôm càng con đó cũng cỡ 250 gram rồi. Cái mình thì nó vừa, nhưng cái cặp càng nó nặng, cặp càng quá trời. Vô được con nó ấm rồi.
chỗ mà cũng ngon lắm nè mọi người, trong cái cà cây này nè. Cây này bữa nay không có là dở lắm á. Đỏ. Hai con, có con thằng hen. Con kia con càng, con này con thằng hen. Càng á mọi người, nhưng mà tại vì nó còn nhỏ á, mình kêu bằng con tàng hang thôi, cho nên là con tôm càng á, tôm đực. Cái này tôm cái nha mọi người. Mấy tàng hang này chừng tháng sau được vào cái nó trồng cành hết rồi, mỗi con nước kia nè nó lột cái là nó bự xác nó ra. Dính con mọi người, trời ơi, dở lên thấy gác không à, với con ốc tưởng nào không có, nằm sát ở đây nè. Con này con nhỏ. Giờ giờ này đang mưa hướng bên mình đó mọi người. Bây giờ gầm nó dở bển nhiều lắm, đang mưa bển. Cái này dính được hai con mọi người. Mấy chiếc ghe câu người ta chuẩn bị, người ta chạy đi ra ngoài người ta câu rồi, nước rồi chuẩn bị chút xíu nữa lớn rồi mọi người. Thăm xong cái này nước lớn rồi.
vô con cằn lửa mọi người ơi. Con tôm cằn lửa mà bị thương binh này, còn con cạn một à. Ô, ô, kẹp, kẹp. Con cạn chứ lợi hại lắm à. Cằn lửa này mọi người, nó có cái chót đỏ, chót màu cam cam đây là cằn lửa. Còn nó xanh lè luôn là cằn xanh. Lắm à. Gãy hết càng này. Còn có càng một. Bữa nay càng xanh càng lửa rồi dính đầy đủ. Ngon lành này. Ba con nước dính thăm đã mọi người, có tôm thăm đã, còn không có tôm giặt giặt lọt cũng đã luôn. Đáng xịt. Ba nha. Con lắm mọi người. Một con. Qua chợ cái này cũng lắm mà. Cái cuối cùng dính một con. Rồi thì giờ mình kiểm tra thành quả coi bữa đi thăm bữa nay coi được nhiêu nha mọi người. Wow. Ôi. Bữa nay được nhiêu nè mọi người. Mày mấy con cà bự bự không nè, đã quá trời đã nè. Bữa nay ngon lành mọi người ơi. Quả bữa nay đi thăm được bao nhiêu đó. Đây được con tôm càng nè, đây con tôm càng nữa nè, hai con, đây con nữa, ba con, đây còn mấy thằng hen nè. Wow, chị đã. Ôi mấy càng con này càng hết hồn cái càng luôn á. Cái khúc đoạn đầu mọi người thì từ cái đầu lờ đó, phản giữa thì nó dính nhiều thôi, còn cái phản khúc cuối thì nó hết màu hết trơn à,
Linh bỏ lâu quá nó hết mồi á, tôm nó không có chạy, nó không có gì để ăn á, nên nó không có vô. Còn mấy cái còn mồi thì còn có tôm nè, được con càng đã mọi người. Ồ, tôm càng nhìn ngầu ghê chưa. Bữa nay được nhiêu đây ngon lành quá mọi người. Nhiêu đây cũng ký mấy á mọi người, tại tôm bự không à, nó ít con thiệt nhưng mà nó tôm bự bự không à. Giờ này trời chuyển mưa quá trời luôn rồi, bữa nay thành quả vậy là ngon lành rồi. Giờ này thì Linh cũng soạn đồ, mình cũng chuẩn bị về mọi người ơi, trời chớp quá trời rồi. Rồi thì Linh cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi video của Linh. Linh xin hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn rất nhiều.